Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp nối những cái chuỗi trang trại Pinot tại Bình Định cũng như là tại Thái Nguyên thì anh Tài Bùi đã chính thức có một cái thông báo về việc khai trương cái chi nhánh Pinot tại Hà Nội. Thì cái thời gian mà dự kiến khai trương cái văn phòng Pinot tại Hà Nội của anh Tài Bùi sẽ diễn ra vào lúc 8:30 sáng của ngày thứ bảy, ngày mai đấy, ngày mùng 10 tháng 6 năm 2023. Cái địa điểm của trang trại Pinot anh Tài Bùi tại Hà Nội tại cái địa chỉ số 32 ngõ 634 Kim Giang, Thanh Liệt, Thanh Trì, Hà Nội. Thì ở đây thì có lẽ anh Tài Bùi sẽ kết hợp với một anh khác tên là anh Ngọc sẽ phụ trách cái được gọi là quản lý cái chi nhánh miền Bắc của trại nốt của anh Tài Bùi tại Hà Nội. Chúng ta có thể thấy anh Tài Bùi là một người đúng là theo tính chất là tiên phong đó, là người đầu tiên đứng ra đối thoại với lại tiến sĩ Tuấn về cái dự án Pi Network này trên sóng truyền hình VTV luôn, và cũng là người đầu tiên nghĩ ra cái mô hình trang trại Pinot tại Việt Nam. Và bên cạnh cái địa chỉ Pinot chính tại quê nhà anh tại Bình Định thì anh có khai trương thêm những cái chuỗi Pinot, trang trại Pinot tại Thái Nguyên, tại văn phòng Quảng Ngãi và mới đây nhất sắp tới sẽ là văn phòng tại Hà Nội. Thì những ai mà cảm thấy tin tưởng cái sự uy tín của anh Tài Bùi trong cái dự án Pi Network cũng như là cái lĩnh vực Pinot này thì các bạn hoàn toàn có thể ủng hộ anh ấy tại cái trang trại Pinot ở khu vực Hà Nội nếu mà các bạn có nhu cầu. Thực ra thì bây giờ khoảng cách địa lý là không còn là vấn đề nữa, các bạn hoàn toàn có thể ở tận Hà Giang nhưng vẫn có thể sử dụng những cái dịch vụ thuê máy chạy Pinot của anh Tài Bùi tại Bình Định hoặc là văn phòng Quảng Ngãi, tùy miễn chỗ nào các bạn thấy thoải mái là được. Và các anh em ở miền Bắc thì trong giai đoạn này thì đang gặp khó khăn trong cái việc là duy trì cái việc máy tính chạy Pinot chạy ổn định liên tục bởi vì là cái tình hình thiếu hụt điện. Còn các anh em trong khu vực miền Trung, miền Nam thì có lẽ là sẽ thoải mái hơn và không gặp nhiều các cái vấn đề phức tạp và rất là gọi là bất khả kháng như là tại miền Bắc. Thì tình hình anh em chúng ta không thể can thiệp vào việc là có điện hay không có điện, mà bây giờ các bạn bảo đầu tư những cái thiết bị khác để lưu trữ thì nó cũng khá là tốn kém, nó hơn là việc là nếu mà có một nguồn điện lưới chạy Pinot ổn định. Thì đó, thôi không lan man nữa và xin chúc mừng anh Tài Bùi về một cái văn phòng Pinot sắp được khai trương tại Hà Nội. Đấy, chứng tỏ là cái mối quan tâm của cộng đồng Pinetwork tại Việt Nam vẫn đang rất lớn và anh Tài Bùi vẫn đang là cái người tiên phong trong cái lĩnh vực này. Chúc mừng anh và bạn nào mà cảm thấy tin tưởng dự án Pinetwork, tin tưởng vào cái dịch vụ của anh Tài Bùi có thể ủng hộ anh tại địa chỉ Hà Nội các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.